Xin chào các bạn đã đến với câu chuyện thuốc giải giải dược của tác giả Vũ Chết tập 93. Tao là con kiến nhỏ cái gì, con châu chấu nhỏ, con bò nhỏ có con kiến nhỏ hả? Chỉnh Khác lúc nghe thấy câu này vẫn còn hơi mông lung, chỗ trên mặt bị cùi trỏ con kiến nhỏ đập vào vẫn còn đau, vừa nóng vừa rét vừa xót, nhưng hắn không để ý tới cảm giác trên mặt. Câu nói là chó con gian siêu đạt phút qua lúc chạy bên cạnh hắn làm lưng hắn lạnh toát. Nếu như ngày này thực sự là chó con ở cùng gian siêu đạt năm đó, cho tới giờ ảo giác cũng được, hồi ức của y cũng được, sợ hãi của gian siêu đạt đều vẫn giấu trong lòng. Nhưng hiện giờ có thể vì con chó con này mà trở nên chân thực. Đây là chứng cứ biến hết thất cảy sợ hãi và thành hiện thực. Chỉnh Khác gắt gào nhìn chằm chằm gian siêu đạt, khóe mắt cũng để ý tới con kiến nhỏ kia. Bất kỳ động tác nào dù nhỏ đi nữa, ánh mắt hắn cũng không thể bỏ qua. Con kiến nhỏ, Giang Dư Đoạt sững sờ một lúc lâu rồi mới hỏi một câu. Đúng, con kiến nhỏ trả lời, ta là con kiến nhỏ đây. Giang Dư Đoạt thả tay ra tóm lấy cổ áo gá ra, sau đó lùi về sau một bước nhìn chằm chằm gá rất lâu. Mày làm gì ở đây? Tao tìm mày lâu lắm rồi. Con kiến nhỏ nói, tao tìm mấy người chỉ tìm được mày. Cục gạch nhỏ lúc trước tự sát còn nói mày có lẽ ở đây. Tao vẫn luôn không dám tới. Sao bây giờ lại dám? Giang Dư Đoạt hỏi. Con kiến nhỏ nhìn y cười cũng không nói gì. Giang Dư Đoạt trầm mặc một lát mới mở miệng. Ăn cơm chưa? Từ hôm qua tới giờ vẫn chưa ăn. Con kiến nhỏ trả lời. Giang Dư Đoạt liếc mắt nhìn Chỉnh Khác do dự mấy giây. Tao dẫn mày đi ăn gì đó. Được. Con kiến nhỏ cúi đầu giật nhẹ áo gật đầu không hề khách sáo. Chỉnh Khác định nói gì đó mà không nói ra. Phẩm cách của con kiến nhỏ này có hơi giống Giang Dư Đoạt, nhưng lại rất khác nhau lớn. Hắn cũng không nói rõ cụ thể được. Anh đi mua thuốc lá đi. Giang Dư Đoạt nhỏ giọng nói với Chỉnh Khác. Không. Chỉnh Khác từ chối thẳng thừng. Dưới tình cảnh này, hắn không thể nào để Giang Dư Đoạt ở một mình cùng con kiến nhỏ đại diện cho tuổi thơ ấu đen tối của Giang Dư Đoạt được. Dù chỉ một giây cũng không được. Giang Dư Đoạt liếc nhìn hắn cũng không nói nữa. Con kiến nhỏ có vẻ đói bụng không nhẹ. Giang Dư Đoạt tìm bừa một quán ăn nhỏ ở gần đó. Gá vừa đi vào thì luôn nuốt một ngụm nước bọt. Giang Dư Đoạt gọi phải món ăn, không gọi rượu. Con kiến nhỏ có lẽ cũng không cần tới rượu. Xúc một bát cơm to, nén chặt cơm lại rồi múc thêm một thìa nữa. Sau đó bắt đầu cắm mặt ăn cũng không nói nữa. Giờ vẫn còn sớm hơn giờ bọn họ thường ăn cơm. Chỉnh Khác vẫn chưa có cảm giác đói bụng. Thêm vào có con kiến nhỏ ăn cùng, hắn và Giang Dư Đoạt cũng đều không đụng đũa. Có lẽ đều lo lắng mấy món này còn không đủ cho con kiến nhỏ ăn. Ăn xong ba bát cơm to, quét sạch mấy món khác, con kiến nhỏ mới lo miệng nói. No rồi, có thuốc lá không? Giang Dư Đoạt lấy thuốc lá cùng bật lửa trong túi ra ném lên trước mặt gã. Con kiến nhỏ cầm một điếu thuốc lên châm, bỏ bao thuốc lá vào trong túi của mình, sau đó nhìn Giang Dư Đoạt. Tao tới đây cũng không dám đánh tiếng, vẫn tìm được gần 2 tháng cuối cùng đụng phải mày. Trước đây bám theo tao cũng là mày đúng không? Giang Dư Đoạt hỏi. Ừ, con kiến nhỏ nhà khói ra, tao cũng sắp không nhớ rõ mày trông như thế nào rồi, chỉ nhớ vết sẹo trên mặt mày cho nên phải xác định đã. Lúc mày vừa đuổi tới tao đã biết chắc chắn là mày, có thể đuổi được tao cũng chỉ có mày. Giang Dư Đoạt cũng không nói gì, còn khiến nhỏ hút 2 điếu thuốc nhìn Chỉnh Khác. Đây là bạn mày hả? Sống cũng không tệ nhỉ? Chỉnh Khác vừa mới định mở miệng, Giang Dư Đoạt đã tranh trả lời trước. Chủ nhà trọ của tao. Ừ, Chỉnh Khác lập tức thuận theo Giang Dư Đoạt. Hắn đoán Giang Dư Đoạt tự có suy nghĩ của mình cho nên nhanh chóng phối hợp. Tuy rằng cái cớ chủ nhà trọ này cũng không cao mình hơn lúc y đứng trước mặt mẹ hắn kia chút nào. Còn kiến nhỏ cười, Giang Dư Đoạt trả tiền con kiến nhỏ cùng bọn họ ra ngoài quán cơm. Chưa nói định đi đâu cũng chưa tìm tới Giang Dư Đoạt vì chuyện gì. Chỉ là im lặng cùng 2 người bọn họ đi thẳng về chỗ rẽ. Mày ở đâu? Giang Dư Đoạt hỏi. Ta còn có thể ở đâu? Con kiến nhỏ nói, tiền ăn cơm ta còn không có thể ở nổi chỗ nào chứ? Chỉnh Khác liếc nhìn cá trên người con kiến nhỏ cũng coi như là sạch sẽ. Thời tiết như hiện giờ nếu như mấy ngày không tắm rửa, trên người chắc chắn sẽ có mùi. Nhưng Chỉnh Khác cũng không ngửi thấy mùi lạ từ người cá. Ừ, Giang Dư Đạt đáp một tiếng rồi xoay người, về ta về trước. Giang Dư Đạt, con kiến nhỏ gọi là y, ta tới chỗ mày nghỉ chân một lúc đi, muộn rồi ta đi.
Giang Sư Đạt quay đầu lại. Không được. Sao lại không được? Còn khiến nhỏ có vẻ cũng không bất ngờ với câu trả lời của y, trên mặt cũng không lộ ra cảm xúc gì, chỉ nghiêng đầu. Chúng ta tốt xấu gì cũng cùng nhau chịu khổ, tới chỗ mày nghỉ một lúc thôi cũng không quá chứ. Không được. Giang Sư Đạt lặp lại một lần nữa. Lúc chỉnh khác cùng y trở về còn khiến nhỏ không bám theo nữa. Giang Sư Đạt trầm mặc nhưng lại đi rất nhanh. Chỉnh khác quay đầu nhìn lại, còn khiến nhỏ vẫn đứng ở cửa quán cơm chầm điếu thuốc ngậm, từ xa nhìn chằm chằm về hướng bọn họ. Lúc chỉnh khác quay đầu lại, gã đang nhả một ngụm khói ra khỏi miệng. Anh muốn đi mua thuốc lá hả? Giang Sư Đạt hỏi. Ừ, chỉnh khác đáp lời. Mai mua cũng được, chỗ cậu còn đúng không? Bây giờ đi mua, không sao. Giang Sư Đạt nói. Mua thuốc lá xong, Giang Sư Đạt không bảo ông chủ mang bia tới nhà, cùng chỉnh khác mỗi người ôm một thùng bia trở về. Lúc đi ngang qua quầy vé số, vì không bỏ lỡ một ngày, chỉnh khác vẫn đi vào mua một tờ. Anh đúng là keo kiệt. Giang Sư Đạt chép miệng. Trần Khánh còn không mua mỗi một tờ. Trần Khánh làm giàu bằng cái này mà. Trần Khác nói. Anh mua số gì thế? Giang Sư Đạt hỏi. Không có định, nghĩ ra gì thì mua số đó. Trình Khác cũng cười. Vậy sát số đánh trúng còn thấp hơn Trần Khánh năm nay có bạn gái. Giang Sư Đạt nói. Lúc về tới nhà đi vào hành lang, Giang Sư Đạt nhìn hai bên đường rồi mới đi vào. Sau khi vào nhà liền khóa trái cửa. Làm sao thế? Trình Khác hỏi. Phòng thôi. Giang Sư Đạt đi tới bên cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Còn kiến nhỏ kia, Trình Khác nhíu mày. Thực sự là chó con hả? Các cậu lúc nhỏ ở cùng nhau sao? Ừ. Giang Sư Đạt gật đầu mang bia vào nhà bếp, bỏ từng lon vào tủ lạnh. Đó là mua được. Lúc đến mới có 4 tuổi, rất nhỏ, còn không nhớ được mình từ đâu tới. Cảnh sát tìm rất lâu cũng không tìm được nhà nó. Vậy Trình Khác cũng không biết nên hỏi gì. Hắn có thể cảm giác được Giang Dự Đoạt gặp lại con kiến nhỏ khác hẳn với kiểu lúc nhỏ cùng nhau trải qua đêm tối, giấy rùa cùng nhau sống tiếp. Ngoài trừ sững sờ lúc nghe thấy ba chữ con kiến nhỏ, thì cũng không hề vì gặp lại con kiến nhỏ mà có bất kỳ cảm xúc gì liên quan tới cửu biệt trùng phùng hay cùng chung hoạn nạn gì đó. Ngược lại căng thẳng và phòng bị. Ấn tượng của Trình Khác về con kiến nhỏ không tốt lắm. Còn khiến nhỏ gầy hơn Giang Sư Đạt một ít, sẽ chỉ vỗ lực lại không phần cao thấp. Trình Khác cảm giác lúc vừa tóm lấy con kiến nhỏ, nếu như gã không bỏ chạy mà phản kích lại, bản thân chắc chắn sẽ bị thương. Giá chỉ vũ lực thì thôi, mấu chốt là ánh mắt cùng khí tức toàn thân gã tỏa ra, không giống Giang Sư Đạt. Giang Sư Đạt cho dù có càng ngược hung hăng như thế nào cũng không như con kiến nhỏ, trong đôi mắt nhàm hiểm lại mang theo sát khí. Không phải loại sát khí ta là lão đại phùng này, ai không nghe tao tao cho một trận trên người tam ca, mà là loại sát khí thực sự sẽ giết người. Chó con đều rất nguy hiểm. Giang Sư Đạt cầm túi chườm nước đá ra, dùng khăn mặt gói ký rồi nhẹ nhàng đặt trên mặt Trình Khác. Mỗi ngày rút vào nhau sưởi ấm, nhưng bất cứ lúc nào cũng có thể tấn công kẻ khác. Trên mặt của Trình Khác lành sảng khoái, sau lưng lại đổi một tầng da gà. Vậy cậu cảm thấy con kiến nhỏ này sao lại tới tìm cậu? Hắn hỏi. Không biết. Giang Sư Đạt nhíu mày. Nó bảo không tìm được chó con khác, chỉ tìm được tôi. Nếu như lời này là thật, vậy cậu ta đang tìm chó con, không phải chủ đích tìm cậu, phải không? Trình Khác hỏi. Ừ. Giang Sư Đạt mở một lon bia uống một hớp. Cậu ta tìm chó con làm gì? Trình Khác cũng nhíu mày. Cũng đã bao năm như vậy rồi. Hay rằng bao năm rồi đều đang tìm. Giang Sư Đạt cười, tay run một cái, bia vẩy lên người con mưu. Vẫn luôn không tìm được. Không, nó từng tìm được cục gạch nhỏ. Trình Khác nhìn tay của y đi tới cầm lấy lon bia trong tay, rồi nắm lấy tay của y. Quả nhiên tay Giang Dư Đoạt đang run lên. Trình Khác quấn quýt nhanh chóng ngồi xổm trước mặt y, đưa tay lên sờ. Giang Dư Đoạt. Tôi hơi sợ. Giang Dư Đoạt nhíu mày, ngước mắt nhìn hắn. Nó nói là trước lúc cục gạch nhỏ tự sát. Cậu cảm thấy cậu ta có liên quan gì tới chuyện chó con kia tự sát không? Trình Khác hỏi. Không biết. Chó con nào tự sát cũng không có gì lạ. Giang Sư Đạt nói, sống sót mới là chuyện gian nan nhất. Giờ cậu định thế nào? Cái con cào cào nhỏ, con khuấn nhỏ này. Trình Khác nói, cậu định xử lý thế nào? Có còn cho người theo dõi cậu ta không? Không. Giang Sư Đạt rất nhanh đã lắc đầu. Nó sẽ phát hiện ra, nó không phải người bình thường. Bọn đại bần theo dõi nó chưa tới 10 phút sẽ bị phát hiện, quá nguy hiểm.
Tôi cũng không biết nó làm thế nào mới tìm được tôi, đã bám theo tôi bao lâu rồi. Trước đó hai người bọn họ đều không ăn gì, bây giờ con kiến nhỏ cũng không biết đang ở nơi nào, cũng không biết định làm gì, cho nên hai người bọn họ cũng không ra ngoài ăn nữa, chỉnh khác gọi phải món đồ ăn về nhà. Cảm xúc của Giang Sư Đoạt cũng coi như là ổn định, không lên cơn cũng không xuất hiện ảo giác, nhưng vẫn luôn sợ hãi. Trước đây Giang Sư Đoạt cũng sẽ sợ, mà khác với bây giờ. Trước đây lúc đối mặt với sợ hãi, trên người Giang Sư Đoạt sẽ mang theo áo giáp, mà áo giáp dường như cũng như những vết sẹo trên vết thương không ngừng bị thương, được dệt từ thống khổ và nỗi sợ hãi của chính mình. Thế nhưng hiện giờ lớp áo giáp kia đã bị lấy xuống. Giang Sư Đoạt trước mắt rõ ràng yếu ớt hơn nhiều, nhưng cũng chân thật hơn nhiều lắm. Chỉnh khác cả tối đều cùng Giang Sư Đoạt phủ trong ghế sofa xem tivi. Hắn biết Giang Sư Đoạt không tập trung xem, luôn để ý động tĩnh ngoài cửa sổ và sân sau. Còn Miu ở bên cạnh cũng liếm liếm tiểu thốn, ý cũng sẽ liếc mắt nhìn. Có điều trạng thái của Chỉnh khác cũng không khác ý mấy, rất cảnh giác. Lúc đi ngủ, Giang Sư Đoạt xách con Miu vào phòng ngủ, đóng cửa lại rồi khóa trái. Ở dưới bề cửa sổ và cửa phòng ngủ đều đặt mấy lon bia, đều là dựa nghiêng vào, để như vậy thì dù chỉ một động tĩnh rất nhỏ, lon cũng sẽ đổ. Giang Sư Đoạt ngồi trước kệ cửa đầu giường cầm thuốc uống. Chỉnh khác biết y ngoài thuốc cần uống còn bỏ thêm một viên thuốc ngủ, đưa tay sờ lưng của y. Sờ không ngủ được hả? Ừ, Giang Sư Đoạt cũng nằm xuống. Tôi không muốn cả đêm mở mắt trừng trừng, có điều nếu tối có động tĩnh gì tôi vẫn tỉnh lại được. Tôi biết. Chỉnh khác cười rồi vươn mình ôm lấy y. Đêm hôm đó con kiến nhỏ không tới, ngày hôm sau cũng không xuất hiện, mà cho tới ngày sinh nhật của Giang Sư Đoạt vẫn luôn trời yên biển lặng, người duy nhất không yên ổn là Trần Khánh. Bắt đầu từ 10 giờ sáng cứ nửa tiếng gọi một lần hỏi chưa mấy giờ tới đón bọn họ. Sinh nhật sau khi tam ca đi du lịch mấy tháng đương nhiên là một trận to, từ trưa đã bắt đầu ăn tới tối, ăn thêm lần nữa, ăn khuya sau đó cũng không thiếu được. Chỉnh khác ngày từ đầu đã không nghĩ có thể cùng một mình Giang Sư Đoạt trải qua sinh nhật, nhưng cũng không nghĩ tới ngày từ trưa đã bắt đầu rồi. Trời đệch, cứ đổi ngày sinh nhật đi. Hắn ngồi trên giường thở dài. Tối qua hai người bọn họ phấn khởi chiến đấu, hôm nay vốn định là ngủ tới trưa, mà tổng hộ pháp đã thành công quét sạch cơn buồn ngủ của hắn, một chút cũng không để lại. Dù sao sinh nhật của cậu cũng là bòn bừa, tròn bừa. Giang Sư Đoạt cười đứng dậy mặc quần áo. Nếu không tìm thử xem ngày sinh âm lịch là ngày nào, sau đó hai chúng ta cùng nhau tổ chức theo lịch âm. Cũng được, Chỉnh khép vỗ tay một cái. Tôi thấy ý kiến này rất được. Quà của tôi đâu? Giang Sư Đoạt đứng trước mặt hắn. Tôi còn nghĩ anh đúng 12 giờ sẽ tặng tôi cơ. Thật ra đúng là tôi định 12 giờ tặng cho cậu. Chỉnh khép cũng chờ một tiếng. Lúc 12 giờ hai ta đang làm gì cậu không biết hả? Vậy làm xong rồi anh cũng không tặng tôi đi, Giang Sư Đoạt nói. Làm xong rồi cậu ngủ như heo. Chỉnh khác nhìn đi chằm chằm. Tôi còn tặng cái rắm gì? Cái rắm anh cũng chưa tặng mà. Im ngay, tôi cảnh cáo cậu. Wow, Giang Sư Đoạt nói. Chờ. Chỉnh khác mặc quần áo tử tế rồi xuống giường. Chờ đó, Giang Sư Đoạt hỏi. Ngoài phòng khách đi, tôi thẳng đàng hoàng vào. Ngồi thẳng đàng hoàng vào. Bình rượu dâu tây kia Chỉnh khác vẫn luôn để trong hộp sữa chua, đặt ở chỗ cực kỳ dễ thương trong tủ lạnh. Giang Sư Đoạt vậy mà vẫn luôn không phát hiện ra. Hắn lấy rượu dâu tây từ trong hộp sữa chua ra, rồi cầm hộp quà đã mua giấu trong tủ bếp, rồi cẩn thận bỏ vào. Màu rượu đã có hơi không giống trước đó, màu đỏ trong suốt cực đẹp mắt, phối với nơ con bướm màu đen thắt trên thân bình, vừa nhìn đã biết không phải đồ mua trong siêu thị. Nhanh lên, quà! Giang Sư Đoạt gọi từ phòng khách. Tới đây, Chỉnh khác gào lên bưng hộp quà ra ngoài. Giang Sư Đoạt đang ngồi ngoan ngoãn trước bàn, lúc nhìn thấy hắn đi ra định ngồi dậy, do dự một lúc vẫn giữ nguyên tư thế ngồi, hai mắt liên tục nhìn chằm chằm vào hộp quà trong tay hắn. Là gì thế? Mẹ, hộp này vừa nhìn đã thấy phải mấy trăm. Giang Sư Đoạt có hơi háo hức, miệng vẫn không ngớt. Anh tặng tôi một cái hộp hả? Trong hộp có thứ gì không? Là gì thế? Đồng hồ đeo tay hả? Điện thoại di động. Điện thoại di động tôi đúng là định đổi, có hơi dơ. Nhưng không phải là thức ăn cho mèo chứ, hay là thắt lưng, đồ thủ công hả? Cậu im ngay, Chỉnh khác nói. Giang Sư Đoạt nhanh chóng ngừng nói. Chỉnh khác bỏ hộp quà lên bàn đẩy tới trước mặt đi. Giang Sư Đoạt, sinh nhật vui vẻ. Cảm ơn. Giang Sư Đoạt dùng hai tay bưng hộp quà vào một phòng kể với hắn.
đây là lần đầu tiên hai người chúng ta tổ chức sinh nhật cho cậu. Trình Khác nói, cho nên tôi bỏ ra chút tâm tư, mong là cậu sẽ thích. Ừ, tôi thích. Giàng Dư Đạt cười nói, bỏ ra được chưa? Chờ tôi nói xong đã. Trình Khác cũng nhìn đi. Tôi hy vọng sau này mỗi một sinh nhật của cậu đều cùng tôi, mỗi một sinh nhật đều có tôi. Ừ, Giàng Dư Đạt gật đầu. Trình Khác suy nghĩ hồi lâu không nghĩ ra để nói gì nữa, vì thế không thể làm gì khác ngoài vung tay. Mở ra đi. Giàng Dư Đạt còn chưa chờ hắn nói xong thì đã đưa tay mở nắp hộp ra, sau đó thốt lên, chưa đẹp, đẹp quá. Đẹp đúng không? Trình Khác cười rồi hỏi. Đẹp. Giàng Dư Đạt cẩn thận lấy bình rượu ra giơ lên trước ánh sáng. Đây là dùng màu nước gì thế? Nghĩ thuộc ra các anh dùng màu sắc. Chờ chút. Trình Khác nhìn đi chằm chằm. Màu nước. Mực nước. Giàng Dư Đạt cũng nhìn hắn. Cậu sau này có thể cách xa Trần Khánh một chút không? Giàng Dư Đạt ngẩn người lại nhìn chằm chằm bình rượu vài giây, đột nhiên nhảy cấn lên. Rượu dâu tây, đúng không? Tới đây, là rượu dâu tây hả? Đúng. Trình Khác trả lời. Anh thực sự làm rượu dâu tây hả? Giàng Dư Đạt lại cầm bình rượu. Rượu dâu tây là màu này sao? Đẹp thật, anh lại có thể làm được rượu dâu tây. Anh làm từ lúc nào? Sao lại tôi không biết? Sau khi cậu bỏ chai thì làm. Trình Khác cũng nói. Giàng Dư Đạt dừng lại nhìn chằm chằm bình rượu không nói gì. Qua nửa buổi mới nâng bình bỏ cẩn thận lại vào trong hộp quà, sau đó đi tới ôm hắn. Trình Khác. Sao? Trình Khác đáp lại nhẹ nhàng xoa trên lưng của y. Cảm ơn anh. Không phải nói cảm ơn, không phải phong cách của cậu hả? Trình Khác cười. Tôi không dám tưởng tượng anh vậy mà thực sự làm rượu dâu tây. Giàng Dư Đạt ôm chặt hắn. Tôi nghĩ anh còn không nhớ nữa. Tôi đáp ứng cậu rồi mà. Vậy anh đáp ứng tôi lần nữa được không? Giàng Dư Đạt nói. Ừ, đáp ứng cậu cái gì? Trình Khác hỏi. Năm sau uống rượu cao lương đi. Giàng Dư Đạt nói. Được. Trình Khác có hơi bất đắc dĩ mà gật đầu.